tìm kiếm cho mình một mẫu thiết kế vừa có thể mặc đi làm, đi chơi mà vẫn đáp ứng đủ tiêu chí, thoải mái, tự tin và thời trang thì chắc chắn là mọi người sẽ không thể bỏ qua thiết kế đầm suông đến từ thương hiệu nhà Melia ngày hôm nay rồi. Với tông màu thì quá đỗi nổi bật và trendy đúng không ạ? Với tông màu này thì không chỉ là tôn da cho mọi người này mà còn vô cùng thời trang nữa. Và điểm xuất trên tông màu này sẽ là tông màu trắng với những họa tiết hoa văn rất là đẹp mắt, tôn lên một vẻ ngoài sang trọng và lịch sự cho các quý cô. Thiết kế phần thân trên của chúng ta sẽ có dáng là cổ tròn này, rất là trẻ trung. Kết hợp với đó là một phần tay bồng được đánh nhẹ nhàng thôi để có thể che được khuyết điểm vùng bắp tay chưa toan gọn cho mọi người. Và với dáng đầm suông thoải mái như thế này thì có lẽ là Lan Anh không cần phải nói quá nhiều đúng không ạ? Rất là tự tin để các quý cô che giấu mọi khuyết điểm nếu như chúng ta chưa ý nhá. Và đặc biệt là với mức chiều dài được các nhà thiết kế đặt rất là hoàn hảo để che giấu cả khuyết điểm phần thân dưới này và giúp cho tỷ lệ cơ thể của chúng ta đẹp hơn nữa. Vậy thì nhìn về tổng thể, Lan Anh nghĩ rằng với mẫu thiết kế này, chúng ta không chỉ là mặc đi làm này, đi chơi này, đi dạo phố này, đi du lịch này mà chúng ta có thể ứng dụng ở rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy nên nếu như các quý cô đã yêu thích mẫu thiết kế lần này rồi thì hãy nhanh chóng để lại comment ngay trực tiếp dưới video này. Khi mua hàng online thì mới sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được miễn ship. Còn nếu như muốn đến tận nơi thì xin mời các quý cô sẽ ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.